Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về vụ mà giống như kiện tụng xoay quanh gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó các bạn. Thì hôm nay nè, có một bài viết đã nói vậy đến Vũ Trọng Phụng cũng phải chào thua. Vũ Trọng Phụng là tác giả của tác phẩm mà Số Đỏ đó. Thì tại sao liên quan đến vụ mà gia đình Vũ Linh, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này. Đến Vũ Trọng Phụng cũng phải chào thua. Hơn 3 tháng qua, sau khi nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời, tên ông vẫn được nhắc tới hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng trên mạng xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng điều đáng buồn là thay vì được nhắc đến với những thành tựu hay là một đời gắn bó với nghệ thuật, thì không, ông lại là nhắc đến với tâm điểm cho những tranh giành liên quan đến tiền bạc của những người trong giao quyến của mình. Câu chuyện nổ ra giữa Hồng Loan là con gái của nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Phượng là cháu gái của ông, cùng những người đứng sau lưng Hồng Phượng là các em ruột của Vũ Linh, được đẩy lên như một tấm bi hài không đáng có, một tấm bi hài đủ sức làm tổn thương một thanh danh của Vũ Linh cũng như những ai yêu mến ông Hoàng nổi tiếng nói riêng, yêu mến cải lương nói chung. Có tấm bi hài ấy, nếu như cụ Vũ Trọng Phụng có hồi sinh trở lại, lẽ nào cũng phải chào thua bởi những gì cụ hình dung trong tiểu thuyết lừng danh Số Đỏ trước đó, Chương Trình Hạnh Phúc của một tăng gia đó các bạn. Cũng chẳng thể nào mà soi đạt được tới tầm này. Xưa nay, chuyện gia quyến thuộc tranh giành gia sản không phải là chuyện hiếm hoi gì, nhưng mang nhau ra thiên hạ đấu đố đến mức ấy, thì hạ chăng có những tiểu thuyết hay phim ảnh mới có mà thôi. Cái đáng suy ngẫm nhất trong kịch tính Loan Phượng á, chính là việc một người thân của nghệ sĩ Vũ Linh ở bên phe của Hồng Phượng đã kêu gọi hảo tâm khán giả để hỗ trợ cho việc may táng. Và chỉ khi những tranh giành nổ ra với khối tài sản mà Vũ Linh để lại, nhiều người mới ngã ngửa ra khi biết rằng hoàn cảnh của Vũ Linh đâu có eo hẹp như nhiều nghệ sĩ khó khăn khác đâu mà phải kêu gọi quyên góp. Trong khi ngoài xã hội, nhiều gia đình vẫn báo là miễn chấp điếu kìa vì không muốn thân nhân của mình còn vướng lại nợ nần trong cõi trần này, thì người dân của Vũ Linh lại không cho ông ra đi thanh thản khi sử dụng tên tuổi của ông một lần nữa để kêu gọi quyên góp. Mai thay, Hồng Loan, con gái của ông, đã phát hiện ra điều việc kể trên và thể hiện ý chí quyết liệt và trao trả lại các nhà hảo tâm những gì mà họ đã chuyển tới giao quyến của mình để hỗ trợ tổ chức đám ma. Những việc kêu gọi hảo tâm chưa phải là tất cả. Hợp đồng truyền thông cho đám ma của Vũ Linh cũng được mở ra với một khái niệm mới trong showbiz Việt chăng. Việc tăng gia vốn dĩ rất bình tĩnh và để lại tưởng nhớ thì lại được truyền thông bằng một cách giống như là livestream này kia kia nọ rồi lấy số tiền đó để quyên góp vào. Các bạn thấy có đáng không? Tất cả những gì chúng ta thấy là một cái méo mó đáng sợ của thế giới giải trí hiện đại mà chúng ta đang thấy ngày nay. Cải lương vốn dĩ rất là dân dã và đang trải qua một giai đoạn dài gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận thị trường. Vì vậy, nếu như Vũ Trọng Phụng mà cũng phải chào thua thì những câu chuyện chỉ đem tới những khó khăn mới cho cải lương mà thôi. Đơn giản, khán giả họ còn nhìn vào sâu như những thánh đường hay không? Khi chính những người đang mang danh nghệ sĩ lại sử dụng tên tuổi của mình như của những người khác á, là một món hàng, kể cả món hàng ấy liên quan đến một chuyện buồn như chuyện đám tang. À, các bạn thấy không? Nhiều người giống như những nghệ sĩ mà giống như nghèo khổ á, thì người ta đứng ra kêu gọi quyên góp này kia kia nọ đồ thì ok, còn nói Vũ Linh là giàu có mà Hồng Phượng tự ý luôn giống là đứng ra là để kêu gọi quyên góp xây mẫu. Nhiều khi nói thật, ông mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á, ông biết ông cũng không có muốn mà giống như là mình mất đi rồi mà lại dùng tên tuổi của mình để quyên góp kêu gọi tiền để xây mẫu cho mình, ông ấy đâu cần. Các bạn nghĩ có đúng như vậy không? Nhiều khi nói thôi, bây giờ một nắm mồ cũng được rồi, đâu cần phải một yên mã đẹp đâu mà kêu gọi quyên góp làm gì. Mà nhà cửa thì cũng đâu phải là thiếu thốn như kêu gọi quyên góp. Các bạn nghĩ sao về cái tờ báo này? Nguồn này là nguồn tôi có để ở trong phần mô tả nha. Nguồn chính thống chứ không phải là báo lá cải người ta nói về những vấn đề này đâu các bạn.